Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người lại quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì chúng ta có ở đây một chiếc Mercedes-Benz GLE 450 với năm sản xuất là 2020, màu đen, nội thất kem. Chiếc xe này lăn bánh được hơn 70.000 km và hiện đang được chào bán tại Car Center với mức giá là 2 tỷ 799 triệu đồng. Và chúng ta hãy cùng ngắm qua một vòng quanh tổng quan về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này tất cả mọi người nhé. GLE thì có lẽ là chỉ sau GLS và Maybach thôi. Đấy, đây cũng là một trong những cái chiếc xe mà thuộc cái phân khúc cao cấp của dòng Mercedes-Benz rồi. Cụm đèn LED thì tất nhiên là đã là cụm đèn LED multi-beam rồi. Cam 360, cảm biến trước sau, đầy đủ theo xe, cụm logo kèm radar. Thiết kế của chiếc xe này thì chúng ta nhìn cái phần đầu xe tương đối là khỏe khoắn và cũng như là hầm hố. Nhưng mà những cái thiết kế, những cái đường nét, những cái chi tiết nhỏ này nó rất là tinh xảo và đem lại cái sự sang trọng đẳng cấp cho chiếc xe này các bạn nhé. Phần ca lăng sao rơi, bộ mâm lốp thì cũng tương đối là đồ sộ so với xe. Mâm này là mâm 20 inch, đấy chị và các bạn nhé, bộ mâm đa số 20 inch. Chúng ta nhìn từ góc này này, thiết kế tổng quan rất là hài hòa, cụm đèn LED trước sau. Chúng ta nhìn, thật sự nhìn phía sau là chúng ta có thể phân biệt được ngay một chiếc xe này, nó không phải là chính chiếc GLC nhá, nhìn rất là đặc trưng. Đấy, có chăng nhầm thì chúng ta nhầm với GLS thôi, chứ còn nhìn chiếc xe này ra được, chúng ta nhìn phát là chúng ta biết ngay. Chi tiết rất là nuột, cột điện. GLE là phân khúc 7 chỗ rồi, nên là chúng ta sẽ có hàng ghế thứ ba, và khi không sử dụng đến hàng ghế thứ ba, gập xuống chúng ta sẽ có một cái không gian hành lý. Đây, không gian hành lý rất là ổn nhá, khá là rộng rãi. Sơ cứu theo xe này, có thể gập ghế bằng điện sang ghế thứ hai này. Bên dưới đây thì là ngăn này, thì cái thanh này chúng ta có thể tháo ra được và lắp vào phần trên này để tạo vách ngăn, để tạo vách ngăn với khoang hành lý. Cốp điện đóng mở rất là dễ. Đây, cả những cái phần hốc thiết kế rất là bắt mắt ở đây. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này, đấy, 10,67 lít trên 100 km kết hợp, 11,97 lít trên 100 km trong đô thị và 9,92 lít trên 100 km ngoài đô thị. Mức tiêu thụ khá là hợp lý với một cái mẫu xe SUV gầm cao to như chiếc xe này. Bước vào từ hàng ghế sau, tay nắm cửa này, những cái chi tiết phím bấm mọi thứ tương đối là cao cấp. Dàn loa thì là dàn loa Burmester rồi. Ghế ra nguyên bản theo xe, không làm lại ghế xỉu các bạn nhé, ghế ra vẫn là nguyên bản theo xe. Đó là hai này, một khẩu kèm phụ. Bên dưới này chúng ta cũng có nữa. Đó, hàng ghế thứ hai chúng ta có thể đẩy ra để vào và ngả, cái độ ngả nó cũng rất là tốt luôn nhá. Cửa đóng thì rất là chắc chắn rồi. GLE thì chúng ta có cửa hít rồi quý anh chị và các bạn nhé. Nhớ ghế cho hàng ghế trước là 3 vị trí, có thể điều chỉnh được ghế phụ ở bên táp đi ghế lái đấy. Đó, gương chiếu chỉnh điện không làm gì đâu, phanh tay điện tử này, đèn đóm này, tự động với các thứ xếp rất là gọn gàng, một góc riêng ở đây dễ sử dụng và dễ bấm. Ghế ra, ghế lái này, ghế lái mọi thứ vẫn là nguyên bản trên xe. Vô lăng thì có tích hợp này, ga tự động này, giới hạn tốc độ này, tăng giảm âm lượng, đang có rảnh tay gạt mưa và cần số sau vô lăng, lấy chuyển số sau vô lăng. Màn hình liền,
giải màn hình liền đây, gồm hai màn hình ghép vào. Đường hơi là đông nên là ồn nên là em sẽ vào xe cho quý anh chị và các bạn cùng xem nhá. Màn hình này, bốn cái cửa gió này, nhìn rất là xịn sò luôn. Và bên dưới đây chúng ta để ý là những cái phần thiết kế này, để ý tay, những cái phần đây, tay chúng ta có thể để vào đây và chúng ta điều khiển top bát cảm ứng ở trên này, 360 màn hình hiển thị đây này, chúng ta có thể điều chỉnh navi map này. Chuyển các cái chế độ cam rất là dễ sử dụng thôi, radio media rồi các thứ, các cái chế độ lái. Đây chúng ta sẽ có chế độ lái eco, chế độ lái comfort xe, chế độ lái sport cũng như là individual. Ghế phụ này, mọi thứ chi tiết rất là sang xịn mịn luôn. Đây chúng ta có hẳn một hộp để đồ phụ ở dưới này, một hai cổng tai xi, một kết nối điện thoại cũng như là đa phương tiện, một cổng cắm tàu ở đây, hai hộp để cốc. Thiết kế mọi thứ công năng sử dụng nó rất là chỉn chu các chị bạn, chỗ này chúng ta cũng có thể để chìa đấy, chỗ này chúng ta dành riêng để chìa đấy cũng được. Bên dưới thì một cổng tai xi để kết nối nữa, một hộp để đồ phụ nữa. Đèn đọc sách các thứ đây, một hộp để kính 2799 để sở hữu một chiếc GLE sản xuất 2020. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Chiếc xe này Car Center có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa có thể được là 70% giá trị xe cơ ạ. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.